Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì buổi chiều ngày hôm nay là thứ năm ngày 11 tháng 7, em cũng tiếp tục cập nhật một số thông tin được gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây á cô chú, là cái ông đạo diễn Hết Thời, ông cũng tiếp tục á là live stream, ông chửi chị Ni và chị Loan rất là nhiều luôn cô chú. Ông vu khống, ông nói rằng là chị Ni đang chơi Kumathon rồi thu tóm luôn những người ở trong cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm nha cô chú. Rồi ông nói rằng á là chị Ni sai khiến chị Hồng Loan là chửi cái người anh của mình á cô chú anh chị. Đó thì em nói cái người anh á là cô chú anh chị cũng biết đó là ai rồi cô chú. Rồi cái ông đạo diễn này á là tiếp tục là vu khống chị Ni tiếp. Ông nói rằng á là sắp tới đây á là người anh đó với lại là cái bà Bông Hậu á cô chú sẽ dọn cái đường sẵn để cho là chị Ni vào Tơ 30 ở nha cô chú. Rất là bức xúc về cái ông đạo diễn Hết Thời này luôn. Hiện tại bây giờ là ông cũng lên livestream, ông nói rằng là chúc mừng cái nhóm đã quay trở lại để bảo vệ cho mẹ con của cô cháu gái á cô chú. Đó, cái nhóm của ông là gồm có là cái bà Đầu Tôm này, rồi cái bà Tơ Dơ á cô chú. Thì hiện tại bây giờ là cũng đã là chính thức là quay trở lại cái drama của nhà chị Hồng Loan nha cô chú. Đó thì như cô chú anh chị cũng được biết là những cái nhân vật đó là cái hồi đầu tiên là đến với chị Hồng Loan, nói rằng là chúng tôi vì yêu thương mà đến, sẽ bảo vệ chị Hồng Loan, không để cho bên phía cô cháu gái kia nó ăn hiếp nha cô chú. Đó, hiện tại bây giờ thì bảo vệ dữ chưa, hay là đã là chính thức là quay xe hết rồi cô chú anh chị, bắt đầu là chửi chị Hồng Loan và chị Ni thậm tệ luôn cô chú. Đó thì cái ông đạo diễn này á, ông cũng còn lên tiếng, ông nói rằng á là chị Ni hiện tại bây giờ á, là tại sao ai cũng nghe lời cái con Ni Ma Cô đó hết cô chú anh chị. Rồi cái con vô ơn đó nó bị con Ni Ma Cô á, nó sai khiến, nó nói cái gì là làm theo cái đó cô chú. Ủa mà chị Ni làm những cái công việc cho chị Loan á là chị Ni làm đúng mà cô chú anh chị. Chị Ni là người đại diện phát ngôn cho chị Hồng Loan. Đó thì chị Hồng Loan rất là tin tưởng chị Ni, cho nên á là những cái lời nói của chị Ni nói ra đối với chị Loan cô chú đều là những cái lời nói tốt và muốn giúp đỡ cho chị Loan thôi cô chú anh chị, chứ đâu phải á là như cái lời nói của cái ông đạo diễn Hết Thời này. Hiện tại bây giờ là ông cứ ông lên livestream rồi ông nói rằng á là cái con Ni Ma Cô hiện tại bây giờ là nó đang chơi là Kumathon, cho nên á là nó sai khiến được tất cả mọi người nha cô chú. Ủa sai khiến ai cô chú anh chị? Em thấy á, chị Ni sống rất là tốt với chị Hồng Loan luôn á cô chú. Như cái đợt vừa rồi á cô chú anh chị Loan thì cũng bị sốc, bị sốc chính cái người người anh đó cô chú. Đó thì như cô chú anh chị cũng được biết á, là cái người anh đó cứ đến nhà chị Hồng Loan á là trước bàn thờ của ba chị Hồng Loan á, là lên tiếng nói ngon lắm cô chú anh chị. Đó thì sau khi mà cái sự việc này nó xảy ra cô chú thì mới biết rõ được cái bộ mặt thật của người anh này nó như thế nào. Thì chị Ni cũng rất là bức xúc, cũng binh vực chị Hồng Loan, mới lên những cái bài viết đáp trả lại cái người anh đó cô chú. Rồi lên những cái live stream ở trong cái nick mà Na Ni Nguyễn á. Đó thì cũng bị cái bên nhóm đó nó đánh sập luôn cái kênh YouTube cô chú. Chị Ni là luôn luôn là bảo vệ chị Hồng Loan mà. Cái anh đạo diễn Hết Thời này anh bị ngáo của chú anh chị, cho nên á là anh thường xuyên anh lên những cái video nè, rồi những cái live stream anh chửi chị Ni, anh kêu rằng cái con Marco đó sắp tới này á là cái người anh đó với lại là cái chị Bông Hậu đó cô chú, đó là cái bà Bông Hậu đó cứ nói rằng là sẽ mua nhà ở gần nhà chị Hồng Loan đó cô chú. Thì trái cái con đường sẵn, trái cái con đường rất là láng để cho chị Hồng Ni vào trong Tơ 30. Sắp tới đây cô chú là không biết là ai là người sẽ vào Tơ 30 cô chú anh chị. Nhiều khi á là cái ông đạo diễn Hết Thời này á ông vu khống chị Ni á cô chú. Đó thì chị Ni cũng im lặng, nhưng mà chị Ni thu thập luôn một lần là chứng cứ á cô chú, là chờ kết thúc cái drama của nhà chị Hồng Loan xong á, đó thì bên phía mẹ con cô cháu gái này thua rồi, sẽ đến dọn đồ đi hết,
xong ổn định rồi cô chú, là mới làm việc với cái ông đạo diễn hết thời này, chứ đâu phải là thấy chị Ni hiện tại bây giờ là im lặng, cứ nghĩ rằng là cái ông đạo diễn này ông muốn nói gì là nói đâu cô chú. Đó thì như đợt trước cô chú anh chị cũng được biết là cái anh thám tử lùng cô chú thì cũng lên cũng chửi chị Hồng Loan và chị Ni rất là nhiều luôn. Thì chị Loan và chị Ni cũng đâu có nói gì đâu, đỡ muốn chửi gì chửi cô chú. Đó sau khi mà thu thập được chứng cứ rồi là bắt đầu làm luôn một lần. Thì cũng đã là chính thức là kiện cái anh thám tử lùng này về cái tội danh là vu khống xúc phạm đến chị Hồng Loan và chị Ni nha cô chú. Mà nghĩ sao á, cái ông đạo diễn này cô chú hiện tại bây giờ phải nói rằng ngày nào ông cũng lên ông chửi chị Ni, chửi chị Loan, ông theo bên phía cô Sáu á, mà theo gì cô chú anh chị, hiện tại bây giờ ai cũng biết hết rồi, bên phía cô Sáu á là đã thua rồi, hòa giải, nhưng mà bên chị Loan là không có đồng ý nha cô chú. Đâu phải là mình thua rồi cái bắt đầu mình đến tòa rồi mình gặp chị Hồng Loan và chị Ni mình muốn hòa giải là đâu có được đâu cô chú anh chị. Chị Ni cũng lên tiếng nói rồi, một á, là bên phía chị Loan thắng, còn hai là bên phía cô cháu gái thắng, chứ không có thể nào mà hòa giải nữa cô chú. Đó thì cũng sắp tới đây cô chú anh chị là cũng sẽ là có một cái buổi ra tòa giáp mặt với mẹ con của cô cháu gái tiếp nha cô chú. Thì cái ra tòa sắp tới đây là nói tìm bên phía cô cháu gái là tìm về cái chữ ký thôi cô chú anh chị. Mà theo như em được biết là chị Ni cũng có chia sẻ rồi, không có thể nào mà tìm được đâu cô chú. Hiện tại bây giờ là giấy tờ là chị Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ, là chị Loan được phép thừa hưởng thôi nha cô chú, chứ đâu phải như cái ông đạo diễn đứt dây này đâu cô chú anh chị. Cứ ông lên ông xuyên tạc cái câu chuyện rồi ông nói rằng sắp tới đây là một ngày không xa là cái anh người Ho là bị chị Hồng Ni vào trong nhà lấy cái két sắt cô chú, là sẽ về lại Việt Nam rồi sẽ trình báo với chính quyền rồi sẽ bắt chị Ni đi ủ tờ đồ này kia các kiểu. Ủa cái anh đấy là không biết là chừng nào về cô chú, tại vì là cái anh đạo diễn đứt dây này nè, anh nói rằng là nay mai hay là sắp tới thôi, chứ ông đâu có biết định được cái ngày nào là cái anh đó về đâu cô chú. Mình không biết cái chuyện gì mà ưa xía cái mỏ của mình vào để mình nói xuyên tạc cô chú. Đó như cô chú anh chị cũng biết là những cái video trước là cái ông đạo diễn đứt dây này, ông đạo diễn hết thời này, ông cũng lên một cái video cô chú anh chị, ông nói rằng ông sẽ tài trợ tiền từ A đến Z để cho là cái anh người Ho đó về Việt Nam để kiện chị Ni, rồi ông nói rằng ông sẽ lo chỗ ăn chỗ ở nè, rồi mướn luật sư rồi đỡ kiện của cái anh này. Hiện tại bây giờ không biết rằng cô chú anh chị anh bị ngáo hay sao á, không biết anh có tiền anh lo cho vợ con anh được suốt cuộc đời này hay không cô chú, hay là anh lo nửa chừng xong rồi mấy người khác vô lo cho vợ con anh. Cô chú anh chị nghĩ sao á, mình lo cho vợ con mình chưa xong, mình cũng đâu có tiền nhiều đâu mà lên trên cộng đồng mạng cô chú đó múa miệng, cái miệng thì nói nhưng mà làm đâu có được đâu cô chú, cứ nói bằng cái miệng không, xuyên tạc cái câu chuyện nó không đúng sự thật cô chú anh chị. Phải nói rằng là hiện tại bây giờ cô chú chuyện nào thì nó cũng đã là rõ ràng hết rồi cô chú anh chị. Bên phía mẹ con của cô cháu gái kia là chỉ đợt tới này cô chú là chỉ chờ là ngày ra tòa rồi bên tòa sẽ quyết định, rồi bên mẹ con của Cám sẽ đến dọn đồ thôi cô chú. Chứ hiện tại bây giờ là phần thắng là thuộc về chị Hồng Loan là 100% rồi cô chú, chứ đâu phải là như cái ông đạo diễn đứt dây này, ông lên ông nói tầm bậy tầm bạ cô chú. Rồi ông nói rằng là cái nhóm của ông là cũng đã là quay trở lại là cái bà đầu tôm đồ cô chú, cái bà đầu tôm với lại cái chị tơ dưa đó thì cũng cái nhóm quay xe thôi, cũng cái những cái thành phần không tốt thôi cô chú, chứ đâu có tốt đẹp gì đâu đâu mà phải lên live stream trực tiếp rồi quảng cáo đồ này kia đó. Toàn là những cái người mà bám vào cái drama này, cái lần đầu tiên là lợi dụng chị Hồng Loan để kiếm like kiếm view thôi cô chú. Đó thì sau khi mà cái nhóm này
Nó biếu chị Ni và chị Loan đó cô chú anh chị, đưa những cái thông tin trong gia đình ra cô chú là chị Ni và chị Loan không có đưa thông tin, là bắt đầu nó vây xe rồi nó ganh ghét đó, là nó chửi đến nỗi mà nó kêu rằng là tìm được cha tìm được mẹ chị Hồng Loan đồ này kia các kiểu luôn cô chú đó, tìm dữ chưa, hay là sắp tới này là cái anh thám tử lùng ở cô chú là cũng sẽ vào trong tơ 30 luôn đó. Chị Loan là cũng có là gửi một cái đơn kiện rồi, thì bên cơ quan chức năng ở dưới Hậu Giang đó cô chú thì cũng đã là thụ lý rồi, thì chị Hồng Loan cũng giữ một tờ rồi, bên cơ quan chức năng ở dưới đó cũng giữ một tờ rồi, hiện tại bây giờ sắp tới đây là cũng sẽ là triệu tập lại cái anh thám tử lùng này cô chú. Nhưng mà chẳng những là anh thám tử lùng đâu cô chú anh chị, là sắp tới đây sau khi mà chị Loan và chị Ni cùng với chị luật sư Tuyết Ngọc và cô chú giải viết xong cái công chuyện drama của giữa cô cháu gái và chị Hồng Loan, thì sẽ là gửi cái đơn kiện cho cái anh đạo diễn hết thời này nha cô chú. Chứ cái miệng ảnh ngày nào anh cũng lên video anh tiến ly hết cô chú anh chị, nhưng mà anh nói sai sự thật hết cô chú. Nghĩ thì sao á, anh kêu rằng á là chị Hồng Loan là cái con vô ơn, cái con phản phúc. Ủa ai là người phản phúc cô chú? Cái anh đạo diễn này á, nếu như mà em nhớ không nhầm á cô chú anh chị, thì cũng có nhận nhận những cái lóc yến của chị Hồng Loan tặng á cô chú đó, thì cũng đem về nhà cũng uống, mà chắc là tặng ít quá cho nên là anh uống không đủ cô chú, là bắt đầu anh vay xe, chắc bên phía cô cháu gái kia là chắc nó tặng quà nhiều hơn cho nên là anh quay qua bên đó, anh đứng về phía bên đó anh chửi chị Hồng Loan á cô chú đó. Vô ơn cái gì, mình cũng nhận quà của chị Hồng Loan chứ đâu phải là mình không nhận đâu, mình đến với chị Hồng Loan cũng vì tiền vì view thôi đó. Sau khi mà hết hết view hết like á cô chú là bắt đầu quay xe rồi chửi rồi này kia các kiểu luôn đó. Thì hiện tại bây giờ như cô chú anh chị cũng được biết á, cái ông này ông cái miệng ông nói không đúng sự thật luôn cô chú anh chị đó. Những cái mặt hàng của cái ông đạo diễn này hiện tại đang bán á, mà ông kêu rằng á là tôi đang bán mật ong rừng thật, mật ong rừng thật gì mà có 550k một lít cô chú. Theo như em được biết cô chú anh chị, nếu mà mật ong rừng nguyên chất ngang cô chú là nằm cái giá cũng phải là 800.000 đồng trở lên cô chú đó, có thể là 1,2 triệu cũng có, 1,3 triệu cũng có cô chú anh chị, chứ không phải là như cái mặt hàng của cái ông đạo diễn hết thời này. Ông cứ ông lên livestream xong rồi ông lên những cái video nửa chừng bắt đầu ông giới thiệu ông bán hàng, mà những cái mặt hàng là những cái mặt hàng tào lao không cô chú, chứ đâu có phải là chất lượng gì đâu, mà cứ nói ra là mật ong rừng nguyên chất, nguyên ở đâu ra cô chú. Không có mật ong rừng nào mà 550.000 đồng một lít đó, đó cô chú anh chị. Thì em cũng rất là bức xúc về cái livestream vừa rồi mà cái ông đạo diễn hết thời này á cô chú, ông đăng tải lên ông chửi chị Hồng Loan và chị Ni, cho nên á là em làm cái video này đưa đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn đang yêu thương chị Hồng Loan biết về cái bộ mặt thật của cái ông đạo diễn hết thời này nha cô chú. Thì theo như em tin rằng á cô chú anh chị, là kết thúc cái drama nhà chị Hồng Loan á, là chị Ni và chị Hồng Loan sẽ cho cái ông đạo diễn hết thời này một cái lá đơn cho ông cầm cái mồm chó ông lại nha cô chú. Đó thì sau đây là em cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.